anh nghe thôi. Anh à? Ừ. Anh đang ở bên này, anh về rồi. À, anh ở bên nhưng mà mai anh về với lại không phải gặp làm chi đâu. Nói thật với em bên này, anh nói thật đi, anh sống với Mi Đà Răng. Anh thì chỉ hỏi cho thôi nè. Nói với mẹ là anh đưa cho mình mấy tỷ bạc, gần 2 tỷ bạc làm mà kể nữ làm được hay không anh nữ. Đến khi á anh làm, em nói ở để nữ cho anh phần trăm, anh bảo không, anh nữ cho muốn là giúp đỡ bay để làm nữ này nọ, đúng không nào? Mới đưa cho anh 100 triệu bạc lại anh cũng chưa bao giờ hình trách. Nhưng mà cái bây giờ anh phải nói em hiểu nào, dưới này hàng hóa bên này á anh nó chưa bao giờ thầm tệ, anh chưa cảm thấy bao giờ bị nhục gì, anh cảm thấy nhục về tình cảm chứ không phải vì tiền. Anh nói với em là còn bóng đèn á ở bên kia, anh đi hỏi tất cả các xưởng, mà cái xưởng của con Ly mà lấy cho anh gần chục nghìn bóng nha, một mét mốt nha, cái xưởng khác anh không nói nha, chưa nói nha, là người ta đòi thằng Luân vô là người ta đòi 1720 em muốn ạ, mà 1720 em nên nhớ nè, mà con Ly làm cho anh là 17, mà con Ly nó nói với anh á là họ đòi 1950 anh ạ, em trả liệt rồi không được. Em tin anh thằng Luân về thằng Luân chỉ có nói một câu đắt, nó nói xuống cho 1625 sau đến 1620, đến bây giờ nó nói với anh bảy mươi đâu, nó nói với anh là 1560 anh vẫn không làm. Anh nói với em nữa nè, đến ngày hôm qua anh cho một đội con gái thằng 5 đứa con Hà mà nhà chiếc Ana nè sang một lần anh không vô, anh em gọi anh cho nó mấy trăm triệu để nó đi, nó sang nó dò cho anh làm giá. Nói với em thằng Trung Quốc nó muốn bán 1700 nó phải hô 1950 như con Ly nói là em không nè. Đó để anh nói cho mày nghe. Rồi cái bây giờ cái đó là anh nói là mấy nghìn cái bóng 1.8 cũng cùng xưởng với con Ly luôn, anh sang á nó đưa cho anh giá 1700 em không nè, à một quyền 1650 anh hô phát 1440 hận chốt luôn. Ai về em đây ạ. Rồi cái mới mình ngập cái mồm chỉ chà người nói nghe cái hàng mà cái bây giờ cái phun sương là này, anh nói với em này. Yeah. Cái phun sương cách đây mấy ngày anh mới lấy 100 cái đó, nó ngồi nó gọi điện nó nói anh ơi họ đòi là 500 mấy mà em trả liệt rồi chỉ được có 480 thôi, không có tờ hơn được anh ạ. À, anh sang đi 3 cái nhà máy phun sương của con Ly lấy cho anh là 480 tệ một cái máy phun sương em hiểu nè. Mà bây giờ anh vào cái nhà máy phun sương là 30 lít, mà con Ly là lấy là 21 lít, mà là 480 tệ. Mà anh vô anh hỏi cái nhà máy 30 lít đây, mà anh hỏi 3 cái nhà máy, anh quay video anh gửi cho con Ly coi đó, nhà máy to vật vã đó họ đòi có 460 tất cả. Anh nói mà giá mặt bằng chung nó làm hàng ghê quá. Anh nói này, rồi cái bóng 1.5 con Ly lấy anh 2160, ngày nữa anh hỏi anh chưa trả giá, người ta đòi anh 1840, tức là chênh lệch nhau là 320 tệ. Em tính đi, mà cái bóng này là anh lấy đã 700 cây thì em tính thì cứ một cái là chênh 300-400 tệ bạc, bao nhiêu là tiền đó nó ăn anh á. Rồi để anh nói tất cả các hàng hóa em ạ, không có một rồi anh nói cái hút tầm 240 lít, anh hỏi bên đi có 13 triệu bạc, nó lấy anh 17.500. Đó tất cả bắt anh nói nếu mà có một cái mặt hàng nào đó nó là mang em bây giờ em không tin anh đi em anh chỉ cho em đi bất kể công ty nào đừng ngồi công ty Lý. Còn khi mà thằng Luân nó vô công ty nó làm việc á, anh nỡ mồm anh nói cái là con Ly biết được Luân vô trong á là nó còn bây giờ nói bây giờ mà vô trong để mà hỏi em hiểu thằng Trung Quốc nó làm ăn nó uy tín thế nào rồi, nó phải bảo vệ khách hàng. Con Ly nói tí nữa anh Thái vào đây mày phải nói giá này thì nó không bao giờ nói giá khác, thằng Trung Quốc nó là vậy. Anh nói với em về anh nói cho đó rồi anh nói với em nhá. Rồi là cái hàng đó bây giờ công ty đó anh nói anh không lấy nữa, nó bớt cho anh 1560 anh chụp hẳn cho con Ly coi đó. Mà em thấy không, một cái hàng chênh lệch nhau bao nhiêu tiền, em tính đi 14-15 nghìn cái bóng không phải là ít, chưa kể các mặt hàng khác hút ẩm cũng đắt chi cũng đắt. Anh nói với em chứ bây giờ nếu mà có một cái công ty, nếu anh hỏi cái nào anh ơi, anh nói bước trước em nói anh nói làm con Ly anh oan nó khóc cày cả mắt, anh gọi lại liền cho nó không một giọt nước mắt. Anh nói thật con người á cái mồm có thể là lừa đánh lừa được, chứ cái thần thái con người không thể lừa được em này.
cái tay có thể nhắn tin lừa được người khác, những cái thần thái con người ông được, con đứa ông ăn được khác. Anh nói với em ạ, mà tất cả hàng hóa đều đắt như thế, em bây giờ em sang em mà tử đi, em là một thằng mới, nếu con Ly nó mua số lượng nhiều như thế á, nó bao giờ nó ưu tiên rẻ hơn mình. Em hiểu không? Thằng Luân nó là một thằng mới sang nó làm. Anh nói với em, hàng hóa mới cách đây có mấy ngày anh lấy 100 cái phân xương đó. Đó. Rồi mà như em thì mà như em không có một cái mặt hàng nào. Anh nói với em á, bây giờ làm sao mà nữa được? Bây giờ nói anh là đi vào đó hội, người kia nó bảo là ở cái hàng của nó là bao giờ cũng nhất. Bảo anh cứ làm vậy đi, mới anh vào công ty, vào công ty bây giờ mày nói nó rồi tao vào chi? Vẫn đúng đắn là còn trách con Quỳnh là bảo anh Thái qua mặt nó vào công ty làm việc với rồi. Qua mặt cái gì mày, nó làm như kiểu mà nó là sếp mình á, qua mặt. Còn anh nói với em này, thằng Trung Quốc không bao giờ nó ăn bớt cái ánh sáng cả. Cái con người Việt Nam đặt như thế nào nó làm như thế, anh đi mấy công ty đây anh biết. Nó không hề nhá, còn nó không làm được, nó không bao giờ nó nói. Ví dụ, nếu anh cái nhà hàng này 1.700 mới làm được này, mình ép nó xuống 1.600 nó cảm thấy không làm được, nó không nữa. Nó có thể làm nó bớt được ánh sáng, mình không nữa được, nhưng nó không làm. Còn cái hàng mà mấy nghìn cái bóng 1.2 em này, một mấy nghìn 1.2 nhá, là anh chưa nói con Ly ăn bớt hay thế nào thế này nọ ánh sáng, nhưng anh là 1.200W, chỉ có là 920W. Bịt mẹ về khách nó chửi anh nó không ra cái gì nữa. Mà mày toàn anh em bạn bè mà anh đợi đổi mà nói với em nhá, 4-5 tháng rồi không đổi hề đổi cho anh, đổi được 200. Hắn bảo là bây giờ em bảo 2.000 mấy cái thì khi nào cho hết được. Anh ngồi mà khách thì chục chửi đó, máy hút ẩm nó đã tốt, máy chưa về chưa sử dụng 40-50 cái hư đó, anh nó kêu đổi mà 4-5 tháng thì nó không đổi, 50-60 cái bóng đèn mà nó bảo là anh mới tức anh nói mày nó bảo là hàng mày tốt mà chưa dùng đã nữa mày đi đổi mày bảo hành đấy. Còn anh nói là kể cả mày cứ bảo hành cho anh cái nước này đi, còn nước sau á anh hư là anh quăng, anh lấy cái tiền mà chênh lệch mua bây giờ anh mua. Em biết ngày anh sang đây là một tuần thì anh đi làm mà bóng với lại phun xương đâu, anh đỡ bao nhiêu. Nếu lấy qua con Ly 6.000 bóng này, em cứ tính một cái là 500-700 nghìn một cái, anh tính mẹ 500 nghìn đi, 600 bóng anh đã mất thiệt hại mất 2-3 tỷ bạc rồi. Anh nói với em nè, mấy cái chi vậy nhá, nói em à, đừng có, không có cái chuyện mà cãi được. Con Ly, anh nói với em này, không có thể là con Ly nó nói sau nó nói với anh là bảo là em mình mới đi mặt hàng này em cũng quen anh, hắn nói là như kiểu đổi cho người phiên dịch, vì anh có nói quân nói nó người phiên dịch bên này nó ghê gớm lắm. Anh đi là nó với nơi này nó, anh đang giấu con Ly á, nhưng mà đến cái ngày hôm nay là anh đang giấu để anh bóc hết sự thật, anh cho hàng về rồi bắt đầu anh mới nữa. Nhưng mà anh tức quá, anh bức xúc quá, anh tính anh bộp chụp, anh nói biết, anh nói anh chẳng làm một lồn gì cả vì không có cái bằng chứng. Bây giờ mấy con lấy của anh ở các ăn đi, anh cũng không nước chứ cả, vậy làm sao mà anh nữa được đó. Nhưng mà nó rõ ràng em mà 1.700 chẳng có bao giờ mà nhà nó đòi 1.700 mà con Ly trả lên 1.800 có bán không cả. Em phải hiểu bây giờ bóng tất cả, bây giờ em đi cầm cái mẫu 1m1 đi, em đi hỏi 10 cái công ty ở bên đi, có ai nó đòi trên 2.000 hay 1.900 không? Em cứ hỏi đi. Hàng mét mốt là 1.000 mấy anh? 1.060W đó. Em biết rồi, ý thôi mà, hàng mét mốt là giá mấy anh? Em đi cái bất kể công ty nào nó đòi cao nhất 1.750 đó. Mà con Ly nó hô với anh là 1.950, còn cái bóng 1m1 với lại cái tệ nhất là cái bóng 1m5 ấy, nói với em á, hắn ăn 400 tệ một cái, 400-450 tệ một cái. Cái mà máy phun xương 240 lít, em đi sang bên đi em cứ đi hỏi đi. Chứ còn thằng Luân nó có khôn kiểu chi không bằng con Ly được. Con Ly ăn sống ở bên này nó bị tiếc, nó giỏi, nó qua đây con Ly nó đi ăn với người ta, với thằng Luân vô. Nói với em đây này, thằng Luân vô phát lúc đầu lớn tiếp đón gớm lắm, nhưng mà sau khi con Ly biết một cái á, em hỏi gặp thằng Luân này, coi thử là quân nó trở mặt với thằng Luân có tiếp đón không? Đấy à? Rồi đi. Chưa. Nói chung thì em này lộ cả rồi, anh sang đây lần đầu trước là anh cho biết, đến lần đi là để anh đi hết các công ty bây giờ lộ, anh nói anh tái cho biết luôn. Đó. Còn anh khẳng định như này, anh thì nói như này, anh dám khẳng định, anh dám đưa cả gia đình mình ra thì. Anh nói này, nếu mà không, anh nói thật này, anh nói bùm anh nói. Cái là con Ly biết được Luân vào trong á, là nó còn bây giờ nói bây giờ mà vô trong để mà hỏi em hiểu thằng Trung Quốc nó làm ăn nó uy tín thế nào rồi, nó phải bảo vệ khách hàng. Con Ly nói
Tí nữa anh Thái vào đây mày phải nói giá này thì nó không bao giờ nói giá khác. Thằng Trung Quốc đó là vậy. Đâu, anh nói với em về anh nói cho. Mày... Đó. Dạ. Rồi. Anh nói hết đi. Anh nói với em nhá, rồi là cái hàng đó bây giờ công ty đó anh nói anh không lấy nữa. Nó bớt cho anh 1 năm 60 anh chụp hẳn cho con Ly coi đó. Mà em thấy không? Một cái hàng chênh lệch nhau bao nhiêu tiền? Em tính đi. 14 15 nghìn cái bóng, không phải là ít, chưa kể các mặt hàng khác, hút ẩm cũng đắt, chi cũng đắt. Anh nói với em chứ bây giờ nếu mà có một cái công ty, nếu anh hỏi cái nào anh nói em bước trước em nói anh nói làm con Ly ăn oan nó khóc cày cả mắt. Anh gọi lại liền cho nó không một giọt nước mắt. Anh nói thật, con người á cái mồm có thể là lừa đánh lừa được, nhưng cái thần thái con người không thể lừa được em ạ. Cái tay có thể nhắn tin lừa được người khác, nhưng cái thần thái con người không được, con đứa oan được khác. Anh nói với em ạ. Mà tất cả hàng hóa đều đắt như thế, em bây giờ em sáng nay mà tử đi, em là một thằng mới, nếu con Ly nó mua số lượng nhiều như thế á, nó bao giờ nó ưu tiên rẻ hơn mình. Em hiểu không? Thằng Luân nó là một thằng mới sang nó làm. Anh nói với em, hàng hóa mới cách đây có mấy ngày anh lấy 100 cái phương trường đó. Đó. Rồi mày dừa em đi, mày dừa em. Không có một cái mặt hàng nào. Anh nói với em á, bây giờ làm sao mà nữa được? Bây giờ nói anh là đi vào đâu hội, rồi cái nó bảo là ở cái hàng của nó là bao giờ cũng nhất. Bảo anh cứ làm vậy đi, mới với anh vào công ty, vào công ty bây giờ mày nói nó rồi tao vào chi? Còn lúc đó còn trách con Quỳnh là bảo anh Thái qua mặt nó vào công ty làm việc với hỏi qua mặt cái gì mày, nó làm như kiểu mà nó là sếp mình á, qua mặt. Còn anh nói với em này, thằng Trung Quốc không bao giờ nó ăn bớt cái ánh sáng cả. Cái con người Việt Nam đặt như thế nào nó làm như thế, anh đi mấy công ty đây anh biết. Nó không hề nhá, còn nó không làm được, nó không bao giờ nó nói. Ví dụ nếu anh cái nhà hàng này 1.700 mới làm được này, mình ép nó xuống 1.600 nó cảm thấy không làm được, nó không nữa. Nó có thể làm nó bớt được ánh sáng, mình không nữa được, nhưng nó không làm. Còn cái hàng mà mấy nghìn cái bóng 1m2 em này, một mấy nghìn 1m2 nhá, là anh chưa nói con Ly ăn bớt hay thế nào thế này nọ ánh sáng, nhưng anh là 1.200W chỉ có là 920W. Bịt mẹ về khách nó chửi anh, nó không ra cái gì nữa. Mà mày toàn anh em bạn bè mà anh đợi đổi mà nói với em nhá, 4-5 tháng rồi không đổi, hề đổi cho anh đổi được 200. Hắn bảo là bây giờ em bảo 2.000 mấy cái thì khi nào cho hết được. Anh ngồi mà khách thì chục chửi đó. Máy hút ẩm nó đã tốt, máy chưa về chưa sử dụng 40-50 cái hư đó, anh nó kêu đổi mà 4-5 tháng thì nó không đổi. Năm mấy chục cái bóng đèn mà nó bảo là anh mới tức anh nói mày nó bảo là hàng mày tốt mà chưa dùng nó nữa mày đi đổi mày bảo hành đấy. Còn anh nói là kể cả mày cứ bảo hành cho anh cái nước này đi, còn nước sau á anh hư là anh quăng, anh lấy cái tiền mà chênh lệch mua bây giờ anh mua. Em biết ngày anh sang đây một tuần thì anh đi làm mà bóng với lại phun sương đâu anh đỡ bao nhiêu, nếu lấy qua con Ly 6.000 bóng này em cứ tính một cái là 500-700 nghìn một cái, anh tính mẹ 500 nghìn đi, 600 bóng anh đã mất thiệt hại mất 2 tỷ 3 tỷ bạc rồi. Anh nói với em nè, mấy cái chi vậy nhá, nói em đừng có không có cái chuyện mà cãi được. Con Ly anh nói với em này, không có thể là con Ly nó nói sau nó nói với anh là bảo là em mình mới đi mặt hàng này em cũng quen.
Đây này, hàng hỏng mà chưa sử dụng đây này. Mà vừa qua 4 tháng rồi mà hơn rồi mà không chịu bảo hành này, từ cái ngày về. Đó là giờ cứ kêu bảo hành mà cứ cất ở bảo là ừ, kỹ thuật gấp chút.